Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ hội Làng Dương Nổ chào mừng 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-2023 với chủ đề Dương Nổ hành trình tháng 5 do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đã được chính thức khai hội tối qua. Lấy phiếu tín nhiệm giúp các cán bộ từ soi từ sửa nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân. Triển khai giảng dạy về tích hợp mở ngành mới về sư phạm khoa học tự nhiên, sư phạm lịch sử và địa lý để đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, làng Dương Nổ, xã Phủ Dương, thành phố Huế là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về sống và học tập thời niên thiếu từ năm 1898 đến năm 1900. Lễ hội làng Dương Nổ chào mừng 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-2023 với chủ đề Dương Nổ hành trình tháng 5 do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đã được chính thức khai hội tối qua tại đình làng Dương Nổ. Tham dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình cùng đại diện các sở ban ngành, du khách và nhân dân địa phương. Lễ hội Dương Nổ hành trình tháng 5 được tổ chức từ ngày 16 tháng 5 đến 18 tháng 5 tại cụm di tích quốc gia đặc biệt ở làng Dương Nổ với nhiều hoạt động phong phú như chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội, lễ rước hoa sen và dâng hoa dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra lễ hội còn có các hoạt động triển lãm ảnh nghệ thuật nét đẹp di sản Hồ Chí Minh, triển lãm mỹ thuật tranh dân gian Việt Nam, các trải nghiệm làm hoa sen giấy, in tranh, viết thư pháp, trải nghiệm ẩm thực truyền thống làng Dương Nổ, trò chơi dân gian, thi vẽ tranh với chủ đề Thiếu nhi với Bác Hồ, chương trình ca Huế và Bolero, hội đứa trải truyền thống. Đây sẽ là hành trình trải nghiệm đặc biệt đưa người dân và du khách về với di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm gắn kết giữa di tích và cộng đồng, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát triển du lịch. Chúng tôi hy vọng rằng là đây sẽ trở thành cái lễ hội thường niên hàng năm của nhân dân làng Dương Nổ. Nó sẽ tạo điều kiện cho Dương Nổ vừa phát huy được các cái di sản phong phú vốn có của làng, gắn liền với một cái danh nhân nổi tiếng của Việt Nam, của thế giới là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời bên cạnh đó còn tạo ra một cái tour tuyến du lịch đặc sắc của Thừa Thiên Huế. Lễ hội làng Dương Nổ sẽ được tổ chức hàng năm vào đúng dịp sinh nhật Bác để thể hiện lòng biết ơn thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Nhằm đánh giá một năm thực hiện chương trình và tôn vinh các tập thể cá nhân đã đỡ đầu cho các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình Mẹ đỡ đầu những ảnh dương hồi ngộ. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Sau một năm triển khai, chương trình Mẹ đỡ đầu đã được các cấp hội hưởng ứng tích cực và lan tỏa rộng rãi tới các ngành, các cấp. Nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chăm sóc kịp thời. Đến nay, có 661 trẻ em mồ côi đã được nhận đỡ đầu với tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng. Với tinh thần dành tất cả những gì tốt đẹp cho trẻ em và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, các cấp hội phụ nữ đã huy động từ cán bộ hội viên trao 2.166 suất quỹ học bổng Nguyễn Thị Đình với tổng kinh phí gần 750 triệu đồng. Đồng thời, các cấp hội đã vận động các nguồn lực trao đồng phục, xe đạp, sách vở với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Tổ chức trẻ em Rồng Xanh đã nhận đỡ đầu 6 trẻ mồ côi với tổng kinh phí 21 triệu đồng, trao tặng 36 mái ấm tình thương, hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng. Tại chương trình này, các trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu và các ông bố ba mẹ đỡ đầu đã gặp gỡ chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, học tập, vươn lên cũng như sự giúp đỡ quan tâm từ các mái ấm. Chương trình tiếp tục trao chứng nhận mẹ đỡ đầu mới cho thêm 55 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sáng nay, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị và tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 04 của Bộ Công an đã đánh giá đầy đủ toàn diện quá trình triển khai thực hiện.
5 năm qua, Công an tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, gắn với triển khai có hiệu quả kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. 100% tập thể cá nhân xây dựng kế hoạch, đăng ký phần đầu học tập và làm theo lời Bác, tự soi, tự sửa, kết hợp giữa xây và chống, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chỉ thị 05 và kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng ba nội dung quan trọng là học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ đảng viên. Đồng thời là tiếp tục nghiên cứu, học tập, thẩm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Nghiên cứu đề ra các giải pháp, nội dung thiết thực để làm theo Bác, triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tạo hiệu quả đích thực, định lượng được kết quả trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, đồng thời phải khắc phục được những hạn chế yếu kém trong công tác của toàn lực lượng thời gian qua. Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Tác phẩm tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, giá trị lý luận và thực tiễn. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do Karl Marx và Engels soạn thảo ra đời vào năm 1848 là một sự kiện lịch sử trọng đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đánh dấu bước ngoặt chuyển biến cách mạng của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng thành khoa học. Trong thời đại ngày nay, việc tiếp tục nghiên cứu trao đổi làm rõ hơn những nội dung tầm vóc của tác phẩm này càng trở nên quan trọng hơn, góp phần lớn trong công cuộc đấu tranh phản bác cả quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên tinh thần đó, hội thảo khoa học Tác phẩm tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, giá trị lý luận và thực tiễn của Trường Nguyễn Chí Thanh đã nhận được 27 tham luận của các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học. Các bài viết thể hiện được phương pháp tiếp cận đa chiều trên quan điểm hệ thống toàn diện, có ý nghĩa tư tưởng chính trị cao và hàm lượng khoa học sâu sắc. Các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi thảo luận nhiều nội dung liên quan, trong đó trọng tâm là làm rõ hơn những đóng góp của tác phẩm tuyên ngôn Đảng Cộng sản với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam, phân tích những hạn chế trong quá trình vận dụng và phát triển giá trị của tác phẩm này vào công cuộc đổi mới đất nước, từ đó có những đề xuất về giải pháp để vận dụng hiệu quả tuyên ngôn Đảng Cộng sản trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị, tại hội nghị trung ương giữa nhiệm kỳ đang diễn ra, trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 đồng chí là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Việc lấy phiếu tín nhiệm được quyết định tại quyết định 96 ngày 2 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị. Theo quy định này, lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ trương này nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quyết định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị được Bộ Chính trị ban hành hồi tháng 2 năm 2023, thay thế cho quy định số 262 ngày 8 tháng 10 năm 2014. Về tiêu chí, quy định 96 bổ sung tiêu chí về kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, đồng thời xét đến sự gương mẫu của bản thân cán bộ và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong đó, các chức danh được Trung ương lấy phiếu tín nhiệm là các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ, ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Uy tín của một đồng chí lãnh đạo Đảng không những là cái năng lực hoàn thành nhiệm vụ, cái năng lực cái lãnh đạo điều hành, cái năng lực của cái chuyện định hướng phát triển, mà còn qua cái việc là cuộc sống, cái tín nhiệm, cái gương mẫu của cán bộ đảng viên cao cấp và cái tính cầu thị, cái tính gương mẫu của họ trong cái việc là trong sống, trong lối sống này, trong công việc này. Và bên cạnh đấy thì là gia đình, vợ con cũng phải gương mẫu để mà làm sao đảm bảo cái uy tín của Đảng, đảm bảo cái uy tín của chính cán bộ đó, gia đình nhà họ. Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn, xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức. Trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác thấp hơn. Lấy phiếu tín nhiệm nó đi đến kết quả cuối cùng chứ không phải chỉ để tham khảo nữa. Có những cái quy định về
chế tài để đưa nó vào quy lát và để cũng để làm thế nào đó là làm tốt công tác tư tưởng cho những người được ghi phiếu, người ta thấu hiểu, người ta cùng với đảng để người ta khi người ta ghi vào lá phiếu đánh giá tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp một cách chính xác hơn, có trách nhiệm hơn, đầy đủ hơn và làm cũng nghiêm túc hơn trong quy trình ghi phiếu chứ không được tự ý hoặc ghi theo cảm tính thì sẽ dẫn đến việc đánh giá cán bộ không chính xác. Thông qua cái việc lấy phiếu tín nhiệm để khẳng định cái phẩm chất chính trị, cái đạo đức lối sống và cái việc chấp hành các cái chủ trương chính sách, đồng thời tức là đánh giá cái kết quả thực hiện cái nhiệm vụ chính trị theo cái chức năng nhiệm vụ được giao trong cái thời gian qua. Cho nên là tôi cho rằng cái việc lấy phiếu tín nhiệm này nó như là một cái phép thử để khẳng định cái bản lĩnh, cái đạo đức lối sống cũng như là cái việc chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng trong cái thời gian vừa qua. Việc lấy phiếu tín nhiệm bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ 11 đến nay, mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tự soi, tự sửa, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Chuyển sang những tin tức khác. Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% theo nghị quyết 43/2022 sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, chính phủ đề nghị giảm 2% thuế VAT với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế giá trị gia tăng 10% xuống còn 8% như năm 2022. Điểm mới của lần trình này là chính phủ đã rút lại đề xuất giảm thuế VAT 2% với nhóm hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất và cả mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chính phủ ước tính áp dụng giảm thuế này trong 6 tháng cuối năm thì dự kiến ngân sách giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng. Con số này giảm 9.000 tỷ đồng so với phương án giảm thuế với tất cả hàng hóa dịch vụ mà chính phủ đề xuất trước đây. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, doanh số ô tô tiếp đà giảm sút trong các tháng đầu năm. Điều này gây lo ngại cho nhiều doanh nghiệp sản xuất. Một số địa phương có thể bị hụt thu ngân sách, lao động mất việc làm. Tại Vĩnh Phúc, sản lượng sản xuất ô tô các loại trong 4 tháng đầu năm là 11.469 xe, giảm 43% so với cùng kỳ. Đồng thời hoạt động sản xuất ô tô cũng giảm tới 40,18%. Nguyên nhân của đà giảm này được lãnh đạo địa phương cho rằng xuất phát từ việc chính sách giảm thuế trước bạ không được gia hạn. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp ô tô trong nước cũng đang phải cạnh tranh rất gay gắt để giành thị phần. Thưa quý vị, Festival Thuận An Biển Gòi năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 19 tháng 5 đến 21 tháng 5 để kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tạo điểm nhấn cho mùa du lịch biển năm 2023. Hiện công tác chuẩn bị cho lễ hội đã và đang được địa phương hoàn thành. Nằm ngay lối vào của bãi tắm số 2, một trong những bãi tắm được đầu tư khang trang nhất tại biển Thuận An. Đây sẽ là sân khấu chính trong suốt 3 ngày diễn ra Festival Thuận An Biển Gòi với các hoạt động sôi nổi như lễ hội bia và đặc biệt là chương trình nghệ thuật đặc sắc đậm chất Huế mang dấu ấn vùng biển Thuận An tại lễ khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 5 sắp tới. Có thể nói là tới bây giờ thì là cái khâu chuẩn bị cũng như là trang hoàng chuẩn bị cho cả đêm khai mạc festival và những ngày tiếp theo của Ủy ban phường đã cơ bản hoàn thành trên cái địa bàn toàn địa bàn của phường luôn. Thực sự mà nói là đây cũng là một cái điểm nhấn trong cái chuỗi lễ hội festival nghề truyền thống của thành phố Huế năm 2023. Những ngày này, bên cạnh việc tôn tạo cảnh quan, chỉnh trang lại các bãi tắm, ban tổ chức Festival Thuận An Biển Gòi cùng tổ chức một số hoạt động hưởng ứng như bóng đá bãi biển, hoạt động thả diều vào các buổi chiều nhằm khởi động không khí trước thêm sự kiện. Đồng hành cùng chính quyền địa phương, cả hàng quán ven biển cùng cam kết thực hiện các dịch vụ với giá cả phù hợp. Hiện tại là chúng tôi cũng nhập về các mặt hàng thiết yếu, đặc sản để phục vụ quý khách và bán niêm yết giá và cũng là bảo đảm an toàn thực phẩm cho quý khách. Trước đây đối với huyện Phú Vang thì là 2 năm một lần, nhưng mà từ khi về thành phố thì là mỗi năm đều tổ chức. Cái mong muốn lớn nhất của địa phương đó là phát triển kinh tế du lịch và kinh tế biển. Thứ nhất là nhằm nâng cao đời sống của người dân
trong quá trình mà chúng ta tổ chức lễ hội. Có cái lễ hội festival như vậy thì là truyền tải cái thông tin đến mọi người, đặc biệt là tổ chức cá nhân quay trở lại Thuận An để đầu tư về phát triển kinh tế cho Thuận An. Thuận An đã sẵn sàng cho ngày hội biển với tinh thần chào đón bạn bè khắp mọi nơi, không chỉ trong những ngày hội mà còn trong mùa du lịch biển năm nay. Phần cuối chương trình là các thông tin hoạt động đáng chú ý khác. Hôm qua, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cho lực lượng làm công tác hòa giải cơ sở. Các đại biểu được nghe các báo cáo viên phổ biến triển khai luật hòa giải ở cơ sở và một số kỹ năng trong công tác hòa giải cơ sở. Những nội dung cơ bản về kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng viết tin bài tuyên truyền pháp luật, kỹ năng tổ chức các hội thi tuyên truyền pháp luật, một số nội dung cần lưu ý trong tổ chức triển khai đánh giá công nhận tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đảm bảo bình đẳng giới trong hoạt động ở cơ sở. Ngoài ra, các báo cáo viên còn giải đáp trực tiếp các vấn đề khó khăn vướng mắc về nghiệp vụ dành cho lực lượng làm công tác hòa giải ở cơ sở cũng như những vụ việc phát sinh trong thực tế. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở để vận dụng vào thực tiễn công tác. Tính đến ngày 15 tháng 5, trong tổng số 3,84 triệu thuê bao di động cần phải chuẩn hóa thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có hơn 2,8 triệu thuê bao, chiếm 34,21%, đã thực hiện chuẩn hóa theo quy định trong suốt 2 tháng qua. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 985.000 thuê bao, chiếm 25,79%, chưa chuẩn hóa thông tin đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các thuê bao này đã bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông, thu hồi số thuê bao. Với các thuê bao này, các doanh nghiệp viễn thông sẽ thu về kho số của mình và thực hiện cung cấp cho cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu theo quy định. Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 kịp thời cấp cứu giải độc cho 3 bệnh nhi bị ngộ độc botulinum do ăn phải giò lùa bán dạo. Sự việc đồng thời cũng cảnh báo về tình trạng ngộ độc chất botulinum thường có trong các loại thực phẩm chế biến không rõ nguồn gốc thành phần. Ba bệnh nhi gồm một bé 14 tuổi, một bé 13 tuổi và một bé 10 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt lạ, có triệu chứng sụp mi, yếu tứ chi, đang diễn tiến nặng. Nguyên nhân được cho là do ăn giò lùa từ người bán giao không rõ nguồn gốc. Cùng ăn có thêm một người dì của ba cháu. Sau khi ăn khoảng 12 đến 18 giờ, cả bốn người đều có các triệu chứng ngộ độc nặng dần. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm độc botulinum, chỉ có thuốc BAT mới giải được. Nếu mà chúng ta có thuốc mà điều trị giải độc tố sớm cho bệnh nhân thì mình có thể hạn chế được cái do bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp thở máy, và nếu bệnh nhân đã thở máy rồi thì mình có thể rút ngắn được thời gian thở máy cho bệnh nhân. Vì lý do mà cần thiết và cấp bách như trên cho nên là ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã khẩn trương chỉ đạo liên hệ đến bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để mình tiếp nhận lại thuốc giải độc tố và đưa về ngay trong đêm để sử dụng cho bệnh nhân. Hiện tình hình sức khỏe của các bé đã ổn định. Các bé sẽ được tiếp tục theo dõi và khám lại, đánh giá tình trạng sức khỏe sau 4 giờ một lần. Qua sự việc này, các bác sĩ cũng cảnh báo người dân nên cẩn trọng hơn trong việc sử dụng các loại thực phẩm, bởi ngày càng có nhiều ca ngộ độc botulinum được phát hiện do ăn uống các loại thực phẩm không đảm bảo an toàn. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang tổ chức lễ đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 cho trường tiểu học Phú Diên 2. Trường tiểu học Phú Diên 2 được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Phú Diên. Từ cơ sở vật chất ban đầu là những phòng học cấp 4, đến nay trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường ngày một khang trang sạch đẹp, đáp ứng các tiêu chí của trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1 theo thông tư số 17 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Trần Gia Công đã trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường tiểu học Phú Diên 2. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lê Đức Lộc đã trao bằng đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Trong thời gian tới, trường tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dạy và học để giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, góp phần sớm đưa xã Phú Diên đạt chuẩn nông thôn mới. Được biết đến nay, toàn huyện Phú Vang có 46 trên 56 trường học được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 82,1%.
Thưa quý vị và các bạn, một trong các điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 là dạy học tích hợp để phát huy năng lực học sinh. Những thay đổi căn bản trong cách dạy và học đòi hỏi giáo viên cũng phải thay đổi rất nhiều. Thời gian qua, trường Đại học Sư phạm đã triển khai giảng dạy về tích hợp, mở những ngành mới về sư phạm khoa học tự nhiên, sư phạm lịch sử và địa lý để đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới trong giáo dục. Tại nhiều trường trung học cơ sở, việc thiếu giáo viên dạy tích hợp liên môn đang gây nhiều khó khăn cho các giáo viên bộ môn. Với hai môn tích hợp mới ở bậc trung học cơ sở, nhất là môn khoa học tự nhiên, kiến thức lớp 6, lớp 7 còn khá cơ bản, nhưng đến lớp 8 bắt đầu có sự phức tạp. Vì vậy mà cần phải có giáo viên các môn tích hợp được đào tạo chuyên môn là rất cần thiết. Việc mà phân công giảng dạy cũng như là thực hiện đối với cái môn tích hợp này rất nhiều khó khăn. Bởi vì cái môn tích hợp này á, thì chẳng qua chỉ là một cái sự tổ hợp cơ học thôi, giữa ba bộ môn thôi. Do đó mà khi mà phân chia thời khóa biểu thì các thầy cô là dạy môn sinh riêng, môn hóa riêng, môn lý riêng. Khi mà cái chương trình đặt ra thì cái điều kiện con người là tiên quyết là điều kiện đầu tiên. Do đó cần phải đào tạo trước để mà có một cái thế hệ giáo viên nó phù hợp để mà thực hiện cái môn này. Các trường sư phạm cũng đã đón đầu bằng cách đào tạo những ngành học mới đáp ứng yêu cầu đổi mới phổ thông. Tại trường Đại học Sư phạm, từ năm 2019, trường bắt đầu mở các mảng ngành đào tạo giáo viên, ngành sư phạm khoa học tự nhiên, sư phạm lịch sử và địa lý. Chương trình đào tạo các ngành này cũng được xây dựng mới, điều chỉnh để phù hợp với chương trình phổ thông mới theo hướng phát triển năng lực người học. Với các ngành sư phạm khoa học tự nhiên, việc giảng dạy cũng được liên kết giữa các khoa để đảm bảo kiến thức các bộ môn được giảng viên truyền đạt tốt nhất đến sinh viên, đồng thời tăng cường những cách tiếp cận mới trong kỹ năng, phương pháp giảng dạy. Ngành sư phạm khoa học tự nhiên là một cái ngành mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, nên là em nghĩ là cái khả năng mà sau này ra trường có việc làm rất là cao, nên là em chọn ngành này. Bản thân em là một người đam mê về khối tự nhiên và ngành khoa học tự nhiên, thì nó tích hợp cả ba môn là vật lý, hóa học và cả sinh học. Nó giúp em được thỏa mãn về tìm hiểu về tri thức và cũng như là giúp em có những kiến thức sau này. Hiện bây giờ, mặc dù là khoa học tự nhiên thì đang được phân cho khoa sinh phụ trách, tuy nhiên là đó là sự phối hợp để đào tạo ra một giáo viên khoa học tự nhiên thì họ phối hợp yêu cầu cả ba, cả bốn khoa, trong đó khoa hóa, khoa vật lý, khoa sinh và khoa địa lý. Cùng với cái việc xây dựng chương trình thì chúng tôi tự tin là trở thành một địa chỉ tin cậy để có thể đào tạo ra những cái người giáo viên đáp ứng cái yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo trong việc giảng dạy chương trình khoa học tự nhiên ở bậc trung học cơ sở. Để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc trung học cơ sở thì phải đảm bảo giáo viên dạy tốt các môn học tích hợp để thay thế giáo viên hiện tại đủ kiến thức giảng dạy ở cả 2-3 phân môn. Muốn vậy, khi các khóa sinh viên được đào tạo dạy học các môn tích hợp như lịch sử và địa lý hay khoa học tự nhiên ra trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có những cơ chế để tuyển dụng để có đủ giáo viên đáp ứng cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.